Châu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng đến cánh đồng hoa lớn nhất. Và nơi đây có nhiều góc nhìn để chụp hình. Đó là vườn hoa Fort B Farm, trung tâm của nông trại. Fort B Farm Đà Lạt là một cái cánh đồng hoa có diện tích 15.000 mét vuông. Chúng ta có thể thưởng ngoạn nhiều loài hoa đua sắc quanh năm, như là hoa hướng dương, hoa lavender, vườn hoa cẩm tú cầu, hoa cúc, cánh bướm, vân vân. Khi đến với Fort B Farm, chúng ta sẽ có rất nhiều cái góc hình đẹp để check-in sống ảo với cái khu vườn hoa. Điểm đặc biệt là mỗi khoảng thời gian trong năm, khu vườn hoa sẽ được tô điểm bởi các cái loài hoa khác nhau. Cho dù đến đây đã nhiều lần, nhưng mà mình vẫn cảm thấy không chán. Cảnh sắc rất là đẹp cả nhà. Khu vườn hoa được tô điểm bởi các loài hoa khác nhau rất là tuyệt vời. Ở nơi đây cho chúng ta cảm nhận được một điều gì đó rất là mới mẻ. Khi lạc vào vườn hoa Fort B Farm Đà Lạt, nơi sống ảo cực chill. Nếu như đã đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt này thì đừng bỏ qua cái địa điểm này nhé. Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm vườn hoa Fort B Farm. Rất là tuyệt vời. Mời cả nhà cùng ngắm nhé và nghe nhạc hòa tấu thư giãn. Thank you.
Thank you.
Phật.